Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Em Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho tất cả mọi nhà. Và ngày hôm nay thì em lại mang về cho các bác một chiếc xe của Mỹ. Một chiếc xe với cái giá đó là 148 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay một mẫu sedan cỡ B 2011, xe đẹp, điều hòa hai vùng, phanh đĩa 4 bánh, la răng đúc đầy đủ. Và xe thì ngon cứng, có màn hình cam lùi, cam hành trình, nội thất ghế da cao cấp, sơn xi sạch sẽ và tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Em này thì em vừa mới về xong, có qua rửa tí rồi, thế nhưng mà trưa nay vừa mới đi lượn phát, thế là nó hơi bụi bẩn một chút, theo thời gian các bác thông cảm nhá. Còn lại được cái là xe thì biển 36A0533 ở thành phố Thanh Hóa. Và chiếc xe này thì cũng ở Thanh Hóa từ hồi mới bắt đầu đăng ký đến bây giờ. Có nghĩa là chưa ra khỏi tỉnh một lần nào. Và đến bây giờ thì đang ở Hải Phòng nhà em. 2011 cho một chiếc xe mà bác chủ ở hội ô tô Phan Thanh Hóa các bác này. Đây bác chủ ở hội ô tô Phan Thanh Hóa luôn. Kỷ niệm 5 năm. Đấy, kỷ niệm 5 năm tại ô tô Phan Thanh Hóa. Và đây là một chiếc xe cứng, một mẫu sedan cỡ B mà được rất nhiều người yêu thích. Vì kiểu dáng nó trẻ trung, nội thất rộng rãi, đấy, ngồi thoải mái, xe đẹp. Đấy, số sàn khỏe, côn nhẹ, số ngọt. Gầm bệ chắc chắn và xe thì mới chạy được có 15 vạn thôi, 14 vạn 8 gọi là 15 vạn đi ạ. Vâng, và vô lăng cần số của xe thì vẫn còn rất là đẹp, đèn của xe vẫn còn sáng và chất xe thì đây cũng là một chiếc xe được giữ gìn rất là cẩn thận. Xe tư nhân chính chủ, không có taxi dịch vụ nên là các bác đi là rất là yên tâm. Form dáng nhìn đẹp mê như thế này mà. Đèn đóm đây các bác nhìn này, đấy, đèn nó còn trong như thế này. Giấy tờ hồ sơ thì đầy đủ, tư nhân chủ mã đầy đủ nên là các bác thích sang tên bấm biển bình thường không vấn đề gì nhá. Không ảnh hưởng gì cả. Bên em cam kết xe là không có đâm đụng này, không va chạm tai nạn ngập nước, không thủy kích phạt nguội và không có lỗi lầm. Đấy, các bác nào yên tâm. Còn theo năm tháng thời gian thì không thể tránh khỏi những cái gọi là cũ này, rồi có những cái chi tiết nó kém theo thời gian thì cái đấy bình thường, không vấn đề gì. Dàn lốp phía trước của xe đang là dàn lốp 2022. Còn dàn lốp phía sau là 2017. Cái dàn 2017 thì nó cũng đã được còn tầm khoảng 40% thôi. Thì cái này các bác về đi một thời gian các bác có thể thay. Còn lốp trước thì ok, không phải là lo lắng cái gì cả. Xe này thì có một cái đấy là một cái ưu điểm của xe, là cũng là một cái dòng xe mà rộng rãi cỡ B mà được rất nhiều gia đình sử dụng rồi. Và đến bây giờ thì cái dòng xe của Mỹ này Ford Focus vẫn được nhiều người tin dùng. Thế là các bác nào mà thích thì mà hợp chân với cái dòng Focus thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp luôn. Đấy, sơn sườn tôn vỏ xe nó còn đẹp và nó mỏng manh luôn nhá. Gõ tôn nghe tiếng nó khác. Đấy, không như là những cái dòng xe mà bả tỉa nhiều, lỗi lầm đâm va nhiều và chỉnh sửa. Cái này thì bên em bán có cam kết đảm bảo nên các bác yên tâm. Mặt ca lăng của xe thì còn đẹp, sơn xi sạch sẽ, nhựa cản ngon lành, không bị lỗi lầm. Dòng này thì nó có một cái nhược điểm, nó là cái cô cabo mở này, nó lại mở ở đây. Nếu mà các bác muốn mở cabo nhá thì các bác lại phải lấy chìa khóa. Đây, chìa khóa em để sẵn đây này. Đấy, các bác vặn, đầu tiên là các bác vặn sang trái thì nó sẽ có một tiếng tách, nó mở lên cao. Sau đó thì các bác lại vặn sang phải. Em xin phép là mở cabo trước. Vì tại sao? Vì tí mà khi quay đến cái đoạn mà nổ máy thì mình lại phải tháo chìa ra và mang ra đây mở. Cái đấy mình, cái đấy là theo cái gọi là an toàn của cái hãng xe. Thì cái này thì em xin phép là em sẽ mở trước nhá. Đấy, mở trước, chống thì chống trước, tí nữa mở nổ máy sau. Và chiếc xe này thì đây các bác nhìn này, tất cả những cái răng đầu này của nó còn đẹp. Đấy, không bảo là được như mới nhưng mà đấy, nó vẫn còn ngon nguyên như thế này. Và xe là không có đâm đụng tai nạn nhá, nguyên hết hai cái đầu răng này đã kiểm tra rồi. Chỉ keo cabo là cũng đã kiểm tra rồi, thì là các cái này đều là zin. Và xe thì cũng là thân vỏ cứng. Động cơ máy của chiếc xe thì là sử dụng động cơ Duratec và cái này là máy 1.8, ăn xăng rơi vào tầm khoảng như con này, dầu thì mới thay này. Ăn xăng thì như chiếc này là rơi vào tầm khoảng 7 lít trăm cây. Đấy, máy số thì ngon lành, cành đào êm và đến bây giờ thì chạy vẫn luột là, côn nhẹ số ngọt, máy chắc chắn êm mượt. Đấy. Còn về phần đèn thì chiếc xe này đèn của nó như mới luôn. Nhiều bác bảo là hay thay đèn mới nhưng không phải đâu ạ. Xe này người ta đi đêm rất là ít nên là thành ra là đèn nó không bị hiện tượng quá nhiệt của cái dòng đèn, cái bóng bên trong. Dẫn đến là đèn nó vẫn còn trong và xe đi ít nên là nhìn nó vẫn còn như mới. Vâng. Đèn gầm thì được độ lên bi. Đấy, nên là khả năng chiếu sáng của chiếc xe này thì rất là ok. Đấy, đèn trên này, đèn gầm này. Đấy, các bác nhìn nhá, bi gầm. Và phía bên trên của xe đây. Đấy, Acqui Vata, Acqui này. Đấy, xe thì còn cứng luôn. Tôn vỏ sơn sườn thì mỏng cứng luôn đấy ạ.
Và phần cua lốp thì chiếc xe này là không bị mục mọt, không bị rách bục. Đấy, nó còn nguyên. Đấy, còn về phần lốp thì lốp này là 2022, được thay từ năm 23. Đến bây giờ thì lốp nó vẫn còn dày, rãnh lốp dày khựng luôn. Và cái dòng này lốp Otani thì nó cũng rơi vào tầm khoảng hơn 1 triệu rưỡi một quả. Đấy, lốp dày. Và em này thì cũng là một cái dòng lốp tốt. Đấy, các bác đi thì yên tâm và chắc chắn nhá. La răng đẹp 15 inch 20555, la răng 16, con này la răng 16 rồi. Vâng, ốc 7 màu nhìn rất là thích luôn. Và xe thì sử dụng phanh đĩa cả 4 bánh luôn. Bánh sau, bánh trước là đều có phanh đĩa nhá. Vâng, và cua lốp ở phía đằng sau là lót lỉ chống ồn, dành cho những dòng xe cỡ C cao cấp chống ồn. Vâng. Thế còn về phần tôn sườn đây này. Đấy. Tôn sườn rất đều. Thế nhưng mà cái này đang có một cái điểm trừ, đó là cái cánh này này. Cánh này là cái ngoàm đóng mở này nó hơi kém. Nên là khi đóng vào nếu mà không ấy là nó sẽ hơi hở ra một chút. Ồ, tầm này thì lại không thấy gì rồi. Lúc nãy là nó hơi hở thì em mới báo trước, thì cái này em sẽ cho chỉnh sửa, không vấn đề gì. Đấy, toàn bộ chỉ keo cánh là zin nhá. Chỉ cánh là zin hết cho các bác luôn. Đấy, mép chỉ cánh zin. Và có những cái chấm điểm chống ồn này. Đấy, để cho nó không bị va chạm. Tapi nhựa sạch sẽ. Em này toàn bộ nó bằng nhựa. Nó không phải dòng xe hạng C cao cấp nên là nó sẽ không sử dụng da hay là những cái dòng D. Thế nên là những cái phần này bằng nhựa. Đấy, thì là nó rất là sần trước các thứ còn nguyên. Còn cái phần này trên là da này, cái này là da. Thì da của nó vẫn còn đẹp. Đấy, kính điện lên xuống thì bình thường. Thì đây, ta sẽ cùng cắm cái chìa khóa này vào. Em này có hai chìa vẫn còn theo xe. Đấy. À, kính điện lên xuống nhẹ nhàng và có phim cách nhiệt luôn ở trên kính. Đấy. Tất cả kính thì hoạt động bình thường. À, khi mà review thì em sẽ quay hết tất cả kính để cho các bác cùng xem nhé. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, quay hết kính này. Và các bác nhìn nội thất hàng ghế phía bên trong. Nội thất ghế phía bên trong này. Đấy, ghế da của nó thì nếu mà như này thì cũng là chấm điểm khá. Con này ghế da vẫn còn đẹp, sạch sẽ. Đấy, ghế da đây. Có các cái lỗ thoáng lưng. Lỗ thoáng lưng này. Và lỗ thoáng ở phía này để mà các bác ngồi lâu đi đường trường thì không bị lo đến cái chuyện nóng lưng nóng mông. Và vô lăng của em này thì được cái đẹp. Đấy, mặt vô lăng này như mới tinh luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, mặt vô lăng ấy nó không bị sần rách. Đấy, xe đi ít 14 vạn rưỡi. Và cần số này còn như mới luôn. Em này thì được cái là chủ cũ người ta giữ gìn và người ta đi xe rất là cẩn thận. Màn hình này. Đấy, có màn hình IK và có cam 360 độ trên này, cam tiến này và cam sau. Con này thì chưa có cam 360, xin lỗi các bác. Vâng, có cảm biến áp suất lốp nhá. Và các cái cụm phím điều khiển đèn nó còn như thế này em ạ, như mới luôn, rõ nét luôn. Đấy, cụm đèn gạt mưa này, kính gạt mưa. Đấy. Và bản lề thì đây các bác nhìn này. Bản lề nó còn nhìn dấu được luôn này, có cả dấu màu này, đấy còn nguyên. Em này thì nói chung cũng là một chiếc xe cứng và không phải là xe kém mà là xe cứng luôn đấy ạ. Và đến bây giờ là 2011 thì đến bây giờ cũng là đã được 13, 14 năm rồi. Thế nhưng mà được cái là cái chất xe này thì bác chủ có cái giữ xe. Đấy, cũng là một người cẩn thận và giữ gìn. Đấy, thế nên là chiếc xe này người ta vẫn còn như mới, vẫn còn đẹp. Đấy, kể cả cái cửa gió điều hòa vùng sau đấy các bác ạ. Đây là một chiếc Ford Focus và em đang bán cái giá nó là 148 triệu đồng các bác nhá. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe sedan 5 chỗ ngồi, rộng, đấy, khỏe, với động cơ máy chấm 8, lành. Và xe thì trần của xe vẫn còn đẹp, đấy, rộng rãi luôn. Em này thì nói chung là chả chê cái gì. Đấy, đến bây giờ thì cũng là một chiếc xe của Mỹ được bền, đánh giá rất là bền luôn. Đấy, không gian để đồ đằng sau cũng rất là rộng. Mặc dù trông không gian bên ngoài cảm tưởng như kiểu cái cốp để đồ này nó ít thôi, nhưng mà đây là rất là rộng nhá. Và các bác để ý cho em là toàn bộ chỉ keo cabo à, chỉ keo cốp đằng sau ấy, của nó là còn nguyên. Xe cứng và chất xe thì cũng đẹp, đảm bảo cho các bác. Lòng máng không bị han mọt. Đấy, không bị han mọt luôn. Và đèn, đây các bác nhìn đèn nó trong thế này. Không phải đèn mới nhá, đèn nó đến bây giờ mà vẫn còn như thế này. Đấy, đèn vẫn còn rất là trong. Và xe thì còn cứng nét. Đấy, sàn để các thứ ok. Và giá thì đấy, chỉ có 148 triệu đồng thôi các bác ạ, cho chiếc xe Ford Focus của Mỹ này. Và em này cũng là một cái dòng xe mà chạy rất là sướng. Đấy, chỗ bình xăng này.
Đấy, các bác nhìn bình xăng vẫn còn mới đẹp này. Đấy, lốp này, lốp đằng sau này thì là hai quả 27, 18 nên là nó hơi cũ. Cái này thì không tránh được, thì cái này là bên em mua về thì nó có vậy. Nếu mà thay thì thay lốp lướt, nó rơi vào tầm khoảng, như quả này là rơi vào tầm khoảng 500. Là mình có một quả lốp ok. Còn nếu các bác thích thay lốp mới thì sẽ rơi vào tầm khoảng 1,5 triệu. Đấy, chỉ cánh các thứ là ok. Kính điện lên xuống này nhẹ nhàng. À, cái mình đang khóa rồi. Vâng. Đấy, và nội thất nhìn từ phía bên này rất là rộng rãi luôn. Đấy, thoải mái nhá. Một mẫu xe sedan 5 chỗ ngồi của Mỹ. Đấy, được bác chủ chăm chút rất là cẩn thận. Và đến bây giờ thì xe là cam kết đảm bảo anh em là cột kèo keo chỉ là zin. Và xe là không có lỗi nhá. 148 triệu đồng cho mẫu xe này các bác ạ. Và cũng là một cái mức giá rất là hợp lý cho một cái dòng xe của Mỹ. Đây, các bác nhìn gầm này, gầm nó còn đẹp này. Đấy, và không có lỗi. Gầm rất đẹp luôn. Sạch sẽ, không lỗi lầm. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép là em sẽ ra nổ máy. Nổ máy luôn để cho các bác cùng xem nhá. Bên này đây, các bác xem bên gầm bên này này. Đấy, gầm này. Toàn bộ phần gầm của xe đấy, thoáng sạch và không có bị han màu. Đấy, bên này thì ta sẽ cùng để nổ chiếc xe. Đấy, để cái lên ngay. Con này được cái máy rất êm. Đấy, vòng tua thấp máy rất êm. À, xe thì yên tâm, có trợ lái nhẹ nhàng đàng hoàng. Đấy các bác nhé, lái nhẹ nhàng, rất là nhẹ luôn. Đó. Và xe thì nói chung là hoạt động hoàn toàn ok. Các bác nào mà cảm thấy yêu thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp ngay tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng nhá. Em này thì Acquy Avatar thì cũng đã được thay mới rồi, nên là các bác yên tâm không phải lo. Đấy, Acquy mới này. Hơi thừa hơi khói thì không phải nghĩ. Ui giời. À, dầu mỡ thì cái này là nó ngay đầu dần cò, nên là cái phần nắp này thì là nó sẽ có hơi một chút dầu bắn ra nhưng không có khói thừa nhá. Và không có khói thừa nên các bác yên tâm. Còn về phần mặt đây này, các bác nhìn này. Đấy, mặt khô đá sạch sẽ. Em này máy số thì khỏi bàn nhá. Máy số thì bảo dưỡng định kỳ, trung tu thường xuyên. Thế nên là máy rất là ngon, chạy rất sướng luôn. Đấy, xe thì còn đẹp. Và cái kết cấu của cái dòng xe Mỹ này thì nó thiên hướng về cái gọi là tích gọn nhẹ. Thế này là nó để rất là choán cái mặt này. Cái khả năng làm mát của xe thì cũng rất là tốt. Đấy. Và bây giờ thì ta sẽ cùng lại thử để xem cái khả năng vận hành. Con này thì được cái là máy rất là ngon, êm và khỏe bốc. Đấy, các bác nhìn này, form dáng rất là đẹp, trẻ trung. Kiểu dáng đẹp cho một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Ford Focus. Và em này thì em đang bán cái mức giá là 148 triệu đồng các bác nhá. Vâng, nó chỉ ngang vào một chiếc Morning số sàn xe taxi ra thôi. Nhưng mà đây là một chiếc xe số sàn của Mỹ và là một mẫu sedan mà rất là rộng, điều hòa hai vùng. Nếu các bác nào mà cảm thấy mà yêu và hợp tầm thì các bác có thể là qua xem xe. Còn nếu các bác ở tỉnh xa thì có thể là đặt cọc, em sẽ chuyển xe ship xe tận nhà. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Em Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe ngon lành cành đào cho tất cả mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn.